Xin chào cả nhà. Hôm nay Duy Anh sẽ xin giới thiệu đến cả nhà một số bánh ngọt ở xóm mình làm. Đây là mình đang đánh trứng cho nó bung lên, giống như là mình làm bánh bông lan vậy. Khâu này là căng bột. Khi mà trứng đã đánh được dậy lên rồi thì mình đổ bột vô, mình đánh cho tới khi nào bột và trứng nó cũng dậy lên. Và bây giờ trứng và bột đã dậy lên rồi thì lúc này chúng ta sẽ cho nó vào trong cái khuôn. Mỗi một ô như vậy mình sẽ cho ra hai cái khuôn, mỗi một cái khuôn là một phần nữa. Sau khi cho vào khuôn rồi thì chú mình bắt đầu chan cái bột ra cho nó đều và bằng phẳng để cho cái bánh của mình khi nướng ra nó được đều. Thì sau khi làm xong cái công đoạn thì mình nướng, rồi khi mà bánh nó còn hơi ấm ấm thì mình đem ra bắt đầu làm. Và bây giờ làm chét kem. Chét kem lên cho nó đều. Sau khi mình chét kem đều rồi thì lúc đó mình sẽ cuốn cái bánh lại cho nó tròn. Rồi sau khi cuốn cho cái bánh nó tròn thì phải siết lại cho nó chặt để định hình cái bánh lại. Rồi đem để trong tủ lạnh để một lát để cho cái bánh nó dính chặt lại và nó định hình thì chúng ta mới đem ra và cắt nó. Bánh này được gọi là sweet roll. Và mình làm cả bánh lamington và bánh đậu phộng. Cũng cùng một cái công thức này luôn. Còn đây là các loại bánh, đây là bánh lamington. Và bây giờ là công đoạn làm bánh ngọt khác. Đây là bánh dừa và bánh táo.
Còn đây là công đoạn mình làm bánh ngọt về các loại bánh, ví dụ như apple cake, apple pie, bánh men, bánh mặt cười, monkey pie. Đây là công đoạn mình làm bánh apple cake. Mình bóc táo làm nhân để cho chú nắn cái bánh lại. Đây là bánh apple pie. Đây là sau khi mình làm xong. Còn bây giờ là mình làm bánh mặt cười, hay còn gọi là bánh monkey pie. Còn đây là bánh apple turnover. Sau khi đã làm xong thì bây giờ là mình đem vào lò nướng. Xin chân thành cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Duy Anh nha. Đây là bánh apple turnover sau khi mình đã nướng xong. Đây là bánh apple cake. Đây là bánh men và bánh mặt cười.